Một linh mục dòng tên đang trong tình trạng nghiêm trọng sau khi bị cướp bắn tại Tyro, tỉnh Arauco, Chí Lợi. Trong thông cáo hôm Chủ nhật 1 tháng 8, Đức Tổng giám mục Fernando Chomali Garib của Tổng giáo phận Concepcion cho biết một ngày trước đó, một linh mục dòng tên đã bị thương trong một vụ cướp ở thành phố Tyro, tỉnh Arauco, vùng Biobío. Cha Daniel Fuenzalida, 48 tuổi, là nạn nhân của một vụ phục kích ở Tyro trên đường B72S trong khu vực Curaquidico. Những người có vũ trang trùm đầu không rõ danh tính đã chặn ngang con đường mà linh mục đang đi trên chiếc xe Jeep của ngài. Tuy nhiên, ngoài việc buộc ngài đưa chiếc xe Jeep cho chúng, những kẻ cướp này đã bắn hàng loạt đạn vào cha Fuenzalida trước khi tẩu thoát trên chiếc xe của ngài. Vị linh mục đã may mắn được người đi đường nhìn thấy và đưa đến bệnh viện Canet, nơi ngài đang được điều trị những vết thương nghiêm trọng. Theo quyết định của các bác sĩ trung tâm chăm sóc sức khỏe tỉnh Arauco, vị linh mục đã được chuyển đến bệnh viện khu vực Concepcion, nơi có các thiết bị y tế thích hợp hơn.